Ngày 14 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Lý Nhân sau khoảng 8 giờ truy tìm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, khi đối tượng Giang đang lần trốn tại Hà Nội để điều tra về tội giết người tại cơ quan công an đối tượng giang khai nhận khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13 tháng 8 năm 2022 cháu NHD sinh năm 2019 trú tại xã Nhân Chính huyện Lý Nhân giang chơi tại quán trà sữa cay cửa hàng đối tượng giang thuê cạnh nhà cháu D quá trình ở quán cháu D có đặt nhiều câu hỏi dẫn đến giang bực tức liền lấy chiếc chày đập vào đầu cháu D sau đó dùng dây dù siết cổ và dùng tay đập đầu cháu D xuống nền nhà làm cháu D bất tỉnh Do nghĩ cháu Đê đã tử vong nên Giang đặt cháu Đê vào thùng cắt tông và cho vào tủ bảo ôn của quán. Tiếp đó, đối tượng đặt chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ bảo ôn rồi khóa cửa quán bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến gần 18 giờ cùng ngày, nghi ngờ quán trà sữa của Giang có biểu hiện bất thường nên gia đình cháu Đê phá cửa vào quán để tìm cháu Đê và phát hiện cháu Đê đang bị giấu trong tủ bảo ôn và đã đưa cháu Đê đi cấp cứu tại bệnh viện được biết hiện sức khỏe cháu đê đã ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện nhi trung ương hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật